Hôm nay thì mình sẽ nói về chia sẻ với các bạn về cây xương rồng. Đây đằng sau của mình đây, đằng sau của mình là một hàng cây xương rồng ạ. Cây xương rồng này thì còn đã trang trí rồi nha các bạn. Với cây xương rồng này mình đã mít vào với nhau để cho nó đẹp lắm. Đó. Thì ai cũng đã biết rồi, thì là cây xương rồng là một loại cây mà được nhiều người yêu thích, bởi vì là cái sức sống mãnh liệt với cả là không khuất phục trước những thời tiết khó khăn. Thế nhưng thì ít ai biết được là ý nghĩa công dụng của cây xương rồng này như thế nào ấy. Thì bây giờ công dụng và cách chăm sóc của cây như thế nào á, thì bây giờ sẽ cùng mình tìm hiểu nhé. Thì cây xương rồng này thì là một loài cây mà nó có gai đó, và thân thì mọng nước, có nguồn gốc từ châu Mỹ và thuộc họ Katake đó. Với cái hình dáng và với hình dáng đặc biệt như thế này thì cây xương rồng có thể sinh trưởng ở các vùng đất khô cằn như sa mạc này, hoa mạc này. Do đó là loại cây này đã trở thành một biểu tượng cho sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Đó. Thì cây xương rồng này ban đầu là loài cây này thường được tìm thấy ở châu Mỹ nhá, nhưng mà sau đó thì đã phát triển và trồng được tại nhiều nơi trên thế giới. Và hiện tại tại Việt Nam thì xương rồng không chỉ được sử dụng làm cây cảnh này để trang trí, mà còn được sử dụng điều trị các loại bệnh như kiểu là bệnh đau lưng này, mụn nhọt này, viêm mủ da này. Và về môi trường sống thì cây xương rồng này được tìm thấy tự nhiên ở các sa mạc, hoặc là các đất khô nóng, hoặc là ở hoang mạc, ở vùng nhiệt đới. Mà tuy nhiên thì với cái sự di chuyển của con người thì hiện nay cây này được nhiều loài cây xương rồng cây cảnh khác. Thì loài cây có hình dạng đặc biệt nè, cây xương rồng sở hữu cái đặc điểm nổi bật lắm đó. Cây xương rồng có thể có chiều cao khoảng 7 đến 8 mét, thì có rất chứa nhiều nước và phân nhánh thành nhiều cành đó. Và cây xương rồng này thì lá cây ít và nhỏ, hầu hết là biến thành gai như thế này, và cuống lá rất là ngắn, hình thành trứng ngược. Đó, cây xương rồng này thường mọc thành tán, bụi đó, với cuống lá này, hoa ngắn, và mỗi cụm hoa sẽ chứa ba tổng bao hình cầu dệt, với hình kính khoảng là 1 cm. Cây xương rồng có thể có màu vàng nhá, có thể có màu vàng, màu cam đó đấy, ở giữa cuống lá đấy, đây các bạn đó. Cây xương rồng có đường kính khoảng là 1 cm đó. Với sức sống của cây xương rồng thì rất là mãnh liệt, và tuổi thọ của nó cực kỳ là lâu dài, thường dao động khoảng 30 đến 300 năm. Các bạn không nghe nhầm đâu, là 30 đến 300 năm đấy. Một khoảng thời gian rất là dài, cả thế kỷ, hơn mấy thế kỷ đó. Thì trong nguồn sinh sản thì cây xương rồng có thể nở hoa, và có một số loài còn có cả trái nữa. Đấy, loại trái này có thể sử dụng được để biến thành các thức ăn như cái cây này. Thì đây là cái trái của nó đấy mọi người. Cái trái của nó, trái xương rồng của nó đây. Nó có rất là nhiều màu sắc đa dạng nữa. Đấy. Với cũng nhờ vào cái khả năng sống mãnh liệt thế thì cây xương rồng rất là được yêu thích nhé. Rồi, để trang trí này, nhất là có thể đối với những người mà không có nhiều thời gian để chăm sóc cây thì mình có thể mua cây này, tại vì cái cây xương rồng này thật sự là nó không cần phải chăm sóc luôn á. Bây giờ cây xương rồng thì có rất là nhiều loại ấy. Thì hiện nay thì có 2.000 loại xương rồng. Đấy, trong đó thì có 4 loại xương rồng phổ biến như là xương rồng ba cạnh này, xương rồng bát tiên này, và xương rồng bẹ và xương rồng trứng chim. Và một số ý nghĩa về cái cây xương rồng và về phong thủy nữa, thì với hình dáng đặc thù thì cây xương rồng này có mang nhiều ý nghĩa và vẻ nhân mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đấy. Theo nhiều ý nghĩa về nhân văn này lẫn phong thủy này thì đây. Về ý nghĩa về cuộc về ý nghĩa của cây xương rồng trong cuộc sống thì có khả năng sống ở trong môi trường khắc nghiệt đó, và xương rồng đại diện cho cái sự bền bỉ và tinh thần chịu đựng cao. Bên cạnh đó thì xương rồng còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, kiên định và khả năng vượt khó khăn của con người bằng lý trí đó. Còn cây xương rồng về ý nghĩa trong tình yêu ấy, thì khi hoa xương rồng nở thì thường không nở nhiều và nhưng lại rất cuốn hút, vì đó là kết quả của một quá trình lâu dài và bền bỉ trong một môi trường khắc nghiệt như thế. Thì ý nghĩa của cây xương rồng trong tình yêu cũng tương tự như vậy, là nó có thể biểu tượng cho sự sức mạnh này, sự bền bỉ và tính đức trung thủy đó. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn hay là thử thách thì tình yêu vẫn phát triển và nở hoa đó. Xương rồng lại đại diện cho một tình yêu đầy hy vọng và vượt qua khó khăn, kết thúc một mối quan hệ tình yêu trong sáng và viên mãn đó, hạnh phúc viên mãn. Còn trong phong thủy thì theo phong thủy thì xương rồng được cho rằng loài cây này có thân to và gai nhọn. Đây chỉ là cây mini thôi nhá, để mình có thể giới thiệu qua cho các bạn nhé. Và gai nhọn thì khi chĩa vào người thì hoặc là không gian sống thì nơi làm việc có thể tạo xếp khí xấu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên thì cái cây xương rồng này á, thì nếu nở hoa thì đó sẽ là một trong những điểm lành. Tuy vậy thì điều này vẫn không thể loại bỏ đi hoàn toàn cái xương xấu của nó được. Vì thế mà khi trồng xương rồng này á, thì tốt nhất là chúng ta nên để ở trong nhà hoặc là nơi làm việc. Thay vào đó thì chúng ta có thể trồng cây xương rồng ở bên trên sân thượng này, ở ngoài ban công này, hàng rào hoặc là phía trước cổng. Đây, mọi người nhìn thấy rõ không? Và cái tác dụng của cây xương rồng này, cây xương rồng theo y học thì nó có vị đắng. Và có độc tố. Vậy cây xương rồng có tác dụng trong đời sống của con người như thế nào á? Thì cây xương rồng thì có 5 tác dụng đối với con người. Thứ nhất là về chữa bệnh này, thứ hai là làm cho da đẹp, tóc và người lão hóa nhá. Thứ ba là lọc không khí và hấp thụ tia điện tử. Thứ tư là cây xương rồng có thể làm vật trang trí nhà cửa đó. Thứ năm là làm món ăn. Có rất là nhiều công dụng đúng không các bạn ơi? Đó. Và về cách chăm sóc và cách trồng của cây xương rồng ấy, thì để trồng được cái cây xương rồng này thì bạn cần sử dụng các loại đất có khả năng thoát nước và hỗn hợp ở đất như là tro này, đất pha cát này và phân bò để trồng cây này. Và có thể trộn cát sỏi, đất pha cát và có thể để trộn lẫn lộn với nhau để trồng. Ở trong quá trình trồng á, thì sau khi chuẩn bị đất, đặt 2 đến 3 hỗn hợp đất vào chậu và nhẹ nhàng đặt vào cây, dùng tay giữ và có thể để một tay bóc thêm đất và chậu để cho khi đất đầy lên miệng chậu như thế này á. Và chú ý tưới nước bởi mức độ nước với xương rồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như môi trường này, thời tiết này, loại chậu và loại cây. Đó. Thì tuy nhiên thì nguyên tắc chung khi tưới nước cho cây xương rồng là cần chú ý quan sát đất trồng và đợi đến khi nào đất khô hẳn thì mới tưới nước. Đó. Và để ở nhà trồng xương rồng cũng phải chú ý đảm bảo ánh sáng và không khí phù hợp. Thì cây xương rồng có tính chất ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời buổi sáng để cây phát triển tốt nhất ý, thì bạn cần đảm bảo là ít nhất 50% ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào cây khoảng 6 tiếng mỗi ngày. Rồi. Thì mình để ngoài trời nắng ấy, thì cây có thể sống tốt hơn, nó có thể phát triển tốt hơn đấy. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đặt cây xương rồng này ở trên bàn học này, ở bàn làm việc, phơi nắng ít nhất là 2-3 lần một tuần đấy. Mỗi lần khoảng 3-4 tiếng gì đó. Ngoài buổi sáng cũng có thể hấp thụ vào buổi sáng thì có thể cây sẽ hấp thụ đủ ánh sáng và phát triển khỏe mạnh hơn. Thì cây xương rồng là một loại rất phổ biến và được nhiều người yêu thích rồi, thì mình cũng chỉ nói qua cái phần mà gọi là cơ bản nhất của cây xương rồng. Với cái đặc tính mà vượt trội như thế thì cây xương rồng đã trở thành một lựa chọn rất là tốt và tuyệt vời cho tất cả các bạn rồi. Với lại cái không gian sống của mình thêm màu sắc hơn, thêm đặc sắc hơn, màu mè hơn, không gian sống thoải mái hơn, thì do đó là cách trồng và chăm sóc của cây xương rồng này bạn có thể tận hưởng tất cả những lợi ích mà loài cây này mang đến cho các bạn. Thì mình cũng chỉ nói sơ qua về một số đặc điểm của cây xương rồng thôi, và các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể và các bạn mua cây này thì các bạn có thể ra showroom 39 Cây Đời ở 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội, và địa chỉ mình sẽ ghi ở dưới này để các bạn có thể liên hệ và mình có thể tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất nhé. Bye bye mọi người. Các bạn có thể đến showroom 39 Cây Đời để được nhận ưu đãi tốt nhất. Nhanh tay không hết nha các bạn ơi. Đây ạ. Đây, thỏ xinh lắm. Bye bye.